Mới đây, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những chia sẻ trước thêm trận đấu cuối cùng tại giải đấu thế giới. Trong đó, đáng chú ý, ông Trung xe ca úp mở chuyện chia tay các cô gái kim cường. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Hà Lan trên sân Forsyberg vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tại hành trình World Cup nữ 2023. Trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan cũng có thể là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Trung dẫn dắt các cầu thủ nữ đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu danh giá bậc nhất mang tên World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ rằng, chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi, sẽ có lúc tôi phải dừng lại, Ông cũng bày tỏ mong muốn người kế nhiệm sẽ tiếp tục nâng cao trình độ để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tham gia kỳ World Cup kế tiếp. Mai Đức Trung là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam năm 1997 với thành công đầu tiên là huy chương vàng giải tiền SEA Games và huy chương đồng SEA Games cùng năm. Ông cùng đội tuyển giành thêm hai tấm huy chương vàng SEA Games các năm 2003 và 2005 trước khi nghỉ dẫn dắt đội tuyển nữ trong một thời gian dài. Năm 2014, đội tuyển nữ Việt Nam do huấn luyện viên Mai Đức Trung dẫn dắt tại đại hội đã gây chấn động khi lần đầu tiên góp mặt tại bán kết một kỳ ASEAN và giúp đội giành hạng 4 Trung cuộc. Những thành công tiếp đó của huấn luyện viên Mai Đức Trung với đội tuyển nữ bao gồm hai tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 2017 và 2019, cùng một lần vô địch AFF Cup 2019. Chỉ tính riêng tại SEA Games, ông Chung Seka đã đóng góp vào 6 trong tổng số 8 huy chương vàng của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp của luận viên Mai Đức Trung cùng với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lại đến vào đầu năm 2022. Sau loạt trận play-off quyết định xuất thứ 5 tham dự World Cup 2023 tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã xuất sắc giành được tấm vé duy nhất đến với World Cup. Sau khi đạt thành tích vô tiền khoáng hậu cùng đội tuyển nữ, huấn luyện viên Mai Đức Trung bất ngờ bày tỏ nguyện vọng xin không dẫn dắt đội tuyển nữa. Thời điểm xin rút lui, ông đã ngoài 70 tuổi và tự nhận mình không còn phù hợp với việc phải chịu áp lực tại mỗi trận đấu hay giải đấu quan trọng. Nhưng tại SEA Games 31 sau đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn tiếp tục có mặt trong thành phần huấn luyện và đã giúp đội tuyển nữ giành được huy chương vàng khi đánh bại Thái Lan 1-0 trên sân nhà. Ông cũng một lần nữa cùng đội tuyển bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Những thông tin trên cũng đã kết thúc tạp chí Việt Times của chúng tôi. Hy vọng với những thay đổi tích cực cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.